Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài đọc đức tin Anh mù cầm đèn. Một hôm, anh mù đi thăm bạn. Sau khi chuyện trò thì trời đã tối. Anh bạn thắp đèn cho anh cầm về. Anh cười bảo: "Tôi mù, ban ngày cũng như ban đêm, cần gì đèn?" Bạn bảo: "Sợ khi anh đi đường, lỡ người ta không thấy, đụng vào anh, cầm đèn cốt để soi người ta." Anh mù ra về, tay cầm đèn, yên chỉ rằng mọi việc sẽ được an toàn. Đi được một đoạn, ai đó đi ngược chiều, đụng vào người của anh rất mạnh, hất anh té nhào. Giận quá, anh không tiếc lời mắng nhiếc người ấy rồi nói: "Bầu mù hay sao, không thể người ta cầm đèn mà còn đụng vào." Người kia cũng té, lồm cồm người dậy và nhẹ nhàng nói: "Dạ, tôi xin lỗi, nhưng chiếc đèn của ông đã tắt từ lúc nào rồi?" Cầm đèn để soi người khác là một ý tưởng ngộ nghĩnh, nhưng vì người cầm đèn bị mù. Trong lệnh vực thuộc linh, điều này khó được chấp nhận. Người có Chúa phải là sự sáng của thế gian và phải soi sự sáng ấy trước mặt người ta. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 14-16. Điểm lý thú của câu chuyện là người mù không nhận ra đèn của mình đã tắt và lại trách kẻ khác là mù. Đôi lúc, con người cũng lầm lạc như thế. Họ không nhận ra sự sai lầm của mình, cố chấp và bảo thủ, đổ lỗi cho người khác. Một tâm hồn có Chúa sẽ được thay đổi từ tấm lòng bằng đá để nhận lấy lòng bằng thịt. Ê-xê-chi-ên chương 36 câu 26. Tức là sự mềm mại nhận thức tội lỗi của mình, mềm mại đón nhận sự dạy dỗ của Chúa và mềm mại trong đối xử với người khác. Không thấy được mình là một hiểm họa trong đời sống thuộc linh. Đèn mình đã tắt mà tưởng còn sáng. Việc mình là xấu mà tưởng là tốt. Đi trong sai lầm mà tưởng là đúng. Làm hại cho người lại tưởng là lợi ích. Vì thật nguy ngập biết bao. Những người như thế lại thường trách móc hết người này đến người khác, hết việc này đến việc kia, như kẻ thấy cây rác trong mắt người mà không thấy cây đà trong mắt mình. Sách Ma-thi-ơ chương 7 câu 3. Bước đầu tiên của sự trưởng thành trong đức tin là phải nhìn thấy chính mình dưới ánh sáng của lời Chúa. Từ đó, chúng ta sẽ không lệch lạc trong tất cả những nhận định về những người xung quanh. Câu gốc suy gẫm: "Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã." Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12. Amen.